Theo tin của CNN, chính phủ Trump sẽ ngưng cấp chiếu kháng đối với bốn nước từ chối nhận lại công dân của họ từng vào Mỹ bất hợp pháp. CNN trích nguồn tin từ Bộ Ngoại an rằng bốn nước bị Mỹ áp dụng biện pháp chế tài, bao gồm Cambodia, Eritrea, Guinea và Sierra Leone, vì đã từ chối hay trì hoãn nhận lại công dân của mình sau khi Mỹ tìm cách trục xuất. Công dân bốn nước này sẽ đối mặt với việc Mỹ hạn chế cấp chiếu kháng, khiến họ sẽ gặp khó khăn hơn nếu như muốn đến Mỹ. Hai nước trước đây từng bị biện pháp chế tài chiếu theo luật pháp của Mỹ, bao gồm Guyana vào năm 2001 và Gambia vào năm 2016. Trong cả hai trường hợp, Mỹ hạn chế cấp chiếu kháng đối với một vài nhân viên chính phủ và ngoại giao của các quốc gia đó. Tính đến hồi tháng 7, 12 nước được Mỹ xem như là ngoan cố, không chịu nhận lại công dân của họ vào Mỹ bất hợp pháp, trong đó có Trung Quốc và Cuba. Hiện vẫn chưa rõ tại sao bốn nước nói trên lại bị chọn.